ví dụ 15 ngày hay 1 tháng chẳng hạn, ở lâu dài đấy, và đấy đó, mỗi người một đơn và ai phải xếp khoảng cả ngàn năm đấy, giống như quân đội đấy, đi quân đội đấy, là đây là mình đi mở ngẫu nhiên đấy, mở ngẫu nhiên từng phòng có đấy.